Vâng, mình lại xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh xe máy Xuân Thiện của mình trên YouTube. Vâng, hôm nay mình sẽ lên sơ đồ mạch điện chính của xe SH300i đời 2016, xe sử dụng hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Vâng, những anh em chưa có tài liệu thì anh em có thể căn cứ vào sơ đồ như thế này, anh em tham khảo nhé. Và nhất là trong quá trình anh em mà gặp trường hợp xe mà bị mất nguồn tới các thiết bị điện hoặc là bị chập mạch đứt cầu chì thì anh em có thể căn cứ vào sơ đồ mạch điện chính như thế này, anh em sẽ tìm được đâu là nguồn xuất phát để dẫn tới những thiết bị đó, cũng như là khi bị đứt các cầu chì này thì anh em căn cứ vào cầu chì mà phụ trách mạch đường dây đi tới các thiết bị đó để anh em tìm thì nó rất dễ anh em nhé. Còn nếu không thì thực tế với một chiếc xe mà quá nhiều cầu chì như thế này thì anh em cũng không biết được là đường điện đó nó đi đâu về đâu. Vậy thì để tìm được vị trí mà chập mạch hoặc là mất nguồn thì cũng rất là khó khăn trong công tác chẩn đoán sửa chữa bệnh. Vâng, những chiếc xe phun xăng điện tử thế hệ mới ngày nay rất khó khăn trong công tác tra cứu mạch điện nếu như anh em không có tài liệu sơ đồ mạch điện. Anh em nhìn qua trên sơ đồ như thế này, anh em cũng thấy rất nhiều cầu chì, đúng không ạ? Anh em nhìn thấy đây có bao nhiêu cầu chì chiếc khóa ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cầu chì chiếc khóa điện. Vậy thì 7 cầu chì này chưa bật khóa điện thì anh em đo điện đã có điện dương ắc quy 12V thường trực rồi, không hề phụ thuộc vào khóa điện một chút nào, đúng không ạ? Và sau khi anh em bật khóa điện thì có những cầu chì sau khóa. Vâng, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy thì 6 cầu chì nữa. Vậy thì anh em thấy là rất nhiều cầu chì như thế này. Và anh em lại không có sơ đồ mạch điện thì rất là khó khăn trong cái công tác anh em tìm kiếm hư hỏng về mạch điện. Vâng, vậy thì mình có tài liệu thì mình cũng luôn luôn lên sơ đồ như thế này để giúp những anh em mà chưa có điều kiện mua tài liệu thì anh em căn cứ vào đó để anh em sửa nhé, nó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều anh em ạ. Vâng, vậy thì anh em thấy vẫn điện âm ắc quy 12V được bắt chặt ra khung xe bởi dây màu xanh lục, điện dương ắc quy được đưa lên bằng dây màu đỏ. Vâng, dây màu đỏ này anh em tìm hiểu luôn cầu chì 15A này, sau khi điện dương ắc quy đi qua, vâng, chuyển màu thành dây xanh dương và tới tiếp điểm của rơ le quạt tản nhiệt. Dây đỏ dẫn điện tới cầu chì 30A tiếp theo đi ra bởi màu dây đen và cấp nguồn cho motor ABS. Vâng, motor ABS thì anh em biết rồi, nó cũng như cái motor đè thôi, nó là ná như vậy, đúng không ạ? Công suất dòng nó lớn nên nó cần phải cầu chì 30A. Vâng, tiếp theo là cầu chì 30A này, nhưng đặc biệt ở chỗ là tới một khớp nối chuyển màu thành dây màu đen anh em ạ. Vâng, dây màu đen này dẫn điện tới cầu chì 30A và đi ra bởi màu dây đỏ sọc trắng. Dây đỏ sọc trắng này một mặt thì dẫn điện tới cầu chì 20A này và sau khi điện dương ắc quy đi qua chuyển màu thành dây hồng sọc xanh lục và dẫn điện lên ổ khóa điện. Vâng, đây là dây điện vào ổ khóa, là dây thứ nhất, đúng không ạ? Mình thường trước đây mình lên sơ đồ mình hay nói là ổ khóa điện 1 và ổ khóa điện 2 để anh em dễ phân biệt nhé. Vâng, dây đỏ sọc trắng tiếp theo dẫn điện tới cầu chì 10A này và đi ra bởi màu dây xanh lục sọc đen và dẫn điện tới SU, đây là nguồn cho SU, đồng thời dẫn điện tới rác lắp phụ kiện và dẫn điện tới cụm đồng hồ, đây là nguồn cho cụm đồng hồ chiếc khóa, và đi tới một khớp nối chuyển màu thành dây màu đen và cung cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng LED mặt ổ khóa điện đấy anh em ạ. Vâng, tiếp theo dây đỏ sọc trắng này dẫn điện tới cầu chì 10A này đấy, và đi ra bởi màu dây đen sọc trắng và cấp nguồn cho motor bơm xăng, đi tới một khớp nối dây đỏ sọc trắng được đổi màu dây thành dây đỏ sọc xanh dương và đi tới tiết chế chỉnh lưu đấy, anh em quen gọi là sạc đấy, nhưng mà thực chất nếu mà gọi đúng kỹ thuật thì là tiết chế chỉnh lưu anh em nhé. Vừa có tác dụng là
chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều để nạp điện cho ắc quy, và đồng thời cũng là có hệ thống chống quá áp. Vậy thì tên chuẩn kỹ thuật là phải là tiết chế chỉnh lưu anh em nhé, bởi nó có hai tác dụng. Vâng, tiếp theo thì anh em thấy dây màu đỏ từ giữa ắc quy này đi tới cầu chì 20A này. Vâng, và đi ra bởi màu dây đen sọc trắng, đúng không ạ? Và cũng dẫn điện lên ổ khóa điện. Vâng, hai dây vào ổ khóa điện và hai dây ra. Khi ta bật ổ khóa điện thì dây hồng sọc xanh lục được nối sang dây đen sọc hồng, và dây đen sọc trắng được nối sang dây đỏ sọc vàng. Vâng, mình xin lỗi một chút, mình có cuộc điện thoại. Vâng, mình tiếp tục quay trở lại nhé. Một cuộc điện thoại của anh em đến từ phía Nam hỏi về máy motion tap anh em ạ. Anh em quan tâm máy motion tap cũng rất là đông. Mình thường xuyên phải trả lời những cuộc gọi của anh em hỏi về máy motion tap, anh em tham khảo rồi một ngày nào đó anh em cũng có kinh phí là anh em cũng sắm thôi. Máy motion tap thì anh em biết rồi, mình cũng nói qua là máy rất là hiện đại, đúng không ạ? Chuẩn bị cập nhật lên phiên bản 2.6, có thêm phần là test kiểm tra phần đồng hồ kỹ thuật số đấy, audio đấy, và có kiểm tra trực tiếp hệ thống chiếu sáng LED nhá. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Vâng, bây giờ mình lại quay về chủ đề chính của ngày hôm nay là sơ đồ mạch điện chính của xe SH300i đời 2016, xe sử dụng hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Vâng, vừa rồi mình đang nói tới là khi ta bật ổ khóa điện, đúng không ạ, thì dây hồng sọc xanh lục được nối sang dây đen sọc hồng, và dây đen sọc trắng được nối sang dây đỏ sọc vàng, đúng không ạ? Vậy thì mình tìm hiểu về mạch điện dây đen sọc trắng nối sang dây đỏ sọc vàng, thì dây đỏ sọc vàng này dẫn điện tới ba cái cầu chì sau tiếp điểm của khóa điện. Cầu chì thứ nhất 10A sau khi điện dương ắc quy đi qua chuyển màu thành dây đen sọc nâu và đi tới công tắc còi. Vậy thì nhìn như thế này thì anh em biết là như mình vẫn nói ở các sơ đồ về mạch điện của hãng Honda thì còi của hãng Honda thường là còi chờ lửa anh em nhé, bởi vì có mát sẵn là còi rồi, còi lúc nào cũng có mát rồi đấy, chỉ còn chờ lửa ở công tắc còi đi xuống là còi kêu. Vâng, dây đỏ sọc vàng tiếp theo dẫn điện tới cầu chì 5A này và đi ra bởi màu dây đen sọc vàng và đi tới rắc lắp phụ kiện và ổ cắm sạc điện thoại. Đồng thời dây đỏ sọc vàng này dẫn điện tới cầu chì 10A này và đi ra bởi màu dây đen sọc đỏ. Dây đen sọc đỏ này dẫn điện tới đèn sương mù. Thì như mình vẫn nói ở các sơ đồ trước, đèn sương mù, đèn vị trí, đèn định vị thì nó cũng chỉ là một loại thôi. Đấy, có thể tên khác nhau nhưng mà tóm lại thì nó cũng là một loại đèn. Vậy thì trên sơ đồ này là đèn sương mù. Vâng, dây đen sọc đỏ dẫn điện tới công tắc đèn phanh trước và công tắc đèn phanh sau. Đồng thời dẫn điện tới đèn soi biển số, dẫn điện tới rơ le xi nhan và tới hệ thống chiếu sáng LED, đúng không ạ? Vậy thì nhiều khi ấy, LED là điều phát quang, đúng không ạ? Thì mình cứ gọi nôm na là cụm đèn pha LED thôi. Thực ra là LED đó là diode phát quang, nó là hệ thống chiếu sáng LED. Thì dùng từ ngữ như vậy thì nó chuẩn kỹ thuật hơn. Thế nhưng mà anh em gọi phổ thông dân dã thì cứ gọi là cụm đèn pha LED thôi, tức là hệ thống chiếu sáng LED. Bởi vì LED nó không phải là đèn mà nó là diode phát quang anh em nhé. Vâng, và dây đen sọc đỏ này dẫn điện tới đèn hậu. Vâng, tiếp theo mình tìm hiểu về mạch điện dây hồng sọc xanh lục nối sang dây đen sọc hồng và dẫn điện tới cầu chì 5A sau khi điện dương ắc quy đi qua chuyển màu thành dây đen sọc vàng và đi tới bộ điều khiển chống bó cứng phanh ABS. Đồng thời dây đen sọc hồng dẫn điện tới cầu chì 5A này và đi ra bởi màu dây trắng sọc xanh dương và cấp nguồn cho cụm đồng hồ. Đây là nguồn cho cụm đồng hồ sau khóa. Vâng, dây đen sọc hồng tiếp tục dẫn điện tới cầu chì 10A tiếp theo và đi ra bởi màu dây đen sọc xanh dương. Dây đen sọc xanh dương này dẫn điện tới công tắc dừng động cơ. Vâng, công tắc dừng động cơ sau khi bật thì sẽ dẫn điện tới ECM anh em nhé. Dây đen sọc xanh dương này cấp nguồn cho cuộn sấy của cảm biến oxy. Vâng, cuộn sấy hay cuộn nung của cảm biến oxy cũng đều là một. Xe này thì dùng cảm biến oxy 4 dây. Đấy, thì
4 giây nhưng mà thực chất ấy, thì chỉ có 2 giây là của cảm biến oxy thôi. Đấy, phục vụ phun xăng đánh lửa thôi. Còn 2 giây là phục vụ cho cuộn sấy. Và đây chính là nguồn cho cuộn sấy anh em nhé. Và từ cuộn sấy đi vào ECM để chờ mát, chờ ECM dập mát. Vậy thì tất cả những cảm biến oxy 4 giây vì là đặt xa cổ xả cho nên là nó nóng rất là lâu. Đấy, cho nên là cảm biến oxy thì lại cần phải nhiệt độ nóng khoảng từ 400 độ C đến 800 độ C. Đấy, làm việc trong nhiệt độ rất là nóng thì nó mới làm việc. Vậy thì vì đặt xa cổ xả cho nên là cần phải có cuộn sấy để nung nóng cảm biến oxy ngay. Đấy, nếu như mà cảm biến oxy mà không được nung nóng ngay thì ECM sẽ chạy ở vòng lập hở. Mà vòng lập hở thì do lập trình rồi, cho nên là nó sẽ bị tốn xăng, tốn nhiên liệu, đậm nhiên liệu. Cho nên là phải có cuộn sấy anh em nhé. Thế còn những xe mà anh em thấy cảm biến oxy ấy, không có cuộn sấy thường là đặt ở ngay cổ xả luôn, đúng không ạ? Ví dụ xe Lít, Blade 110 đấy, rồi 125, anh em thấy cảm biến oxy đặt ngay cho cổ xả nó nóng ngay, đúng không ạ? Nhưng mà tất cả những xe mà cảm biến oxy đặt ở xa cổ xả thì đều phải có 4 giây có cuộn nung. Đấy, và anh em thấy ô tô cũng vậy. Đấy, đều phải, vì đặt xa cổ xả lên đều cảm biến oxy đều 4 đầu dây hết anh em nhé. Đấy, và riêng trên ô tô ấy là còn có 2 cảm biến oxy luôn, gọi là cảm biến oxy 1 và cảm biến oxy 2. Đấy thì những cái đấy thì trong tài liệu nói cũng rất rõ tác dụng của từng cảm biến oxy 1 và cảm biến oxy 2. Đấy, nếu anh em nào học bài bản đầy đủ thì anh em sẽ hiểu rất rõ về các cảm biến oxy, đặc biệt là 2 cảm biến oxy ở trên hệ thống ống xả trên ô tô đấy nhé. Vâng, mình nói qua như vậy để anh em nắm được. Vâng, tiếp theo dây đen sọc xanh dương này cấp nguồn cho mobin đấy và dẫn điện tới công tắc an toàn đấy. Rồi đến chân tín hiệu của SCU. Vâng, dây đen sọc xanh dương này khi ta bật khóa điện thì đây chính là chân tín hiệu anh em nhé, chân thay đổi trạng thái ổ khóa đấy. Đây không phải gọi là nguồn được đâu anh em nhé. Tiếp theo dây đen sọc xanh dương đi tới cấp nguồn cho van từ xử lý khí thải và cất nguồn cho kim phun đấy. Rồi đến cuộn từ của rơ le quạt tản nhiệt và đến rắc chẩn đoán lỗi DLC, đây chính là nguồn cho máy chẩn đoán lỗi đấy anh em ạ. Vâng, vậy thì trên đây là sơ đồ mạch điện chính của xe SH300i, xe 2000 sản xuất năm 2016, xe sử dụng hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Thì đặc biệt là những anh em mà chưa có tài liệu thì anh em có thể căn cứ vào như sơ đồ như vậy để anh em tra cứu nó dễ hơn, đúng không ạ? Còn những anh em mà có tài liệu rồi thì anh em có thể bỏ qua những video kiểu như thế này anh em nhé. Vâng, mình làm video như này là luôn hướng tới những anh em là chưa có điều kiện mua tài liệu để anh em có cái mạch điện để anh em xem. Bởi vì thực ra thì hoàn cảnh của mỗi anh em thợ, mỗi một anh em cũng có hoàn cảnh khác nhau, có trình độ khác nhau. Đấy thì những video như này hoặc là những video đặc biệt trên kênh của mình làm thì mình luôn hướng tới những anh em là yếu về điện, đấy, chưa có điều kiện mua tài liệu. Đấy thì mình cũng nhiều video mình làm thì mình cũng nói, có thể nói là với nhiều anh em bảo là hơi là dài. Thế nhưng mà mình luôn hướng tới những anh em như vậy thì anh em cũng biết rồi, thì anh em cũng phải hết sức thông cảm nhé. Bởi vì mình nói, thường là mình nói dài và mình nói cũng kỹ để cho anh em yếu về điện anh em cũng nắm được, đúng không ạ? Vâng, còn về tài liệu thì lúc nào mình cũng có, đúng không ạ? Tài liệu sơ đồ mạch điện, đúng không ạ? Rồi là tài liệu về hệ thống khóa thông minh, lúc nào mình cũng có, anh em nào cần thì mình sẽ gửi cho nhé. Còn đặc biệt những anh em mua máy Motion Tap từ nhà phân phối của mình thì mình luôn gửi tặng anh em là 5 bộ sách tài liệu sơ đồ mạch điện mạch lẻ in màu bóc tách, đúng không ạ? Kèm theo là tài liệu về cách xem thông số trên máy chẩn đoán lỗi như thế nào là đúng, thế nào là sai thì anh em làm rất là dễ. Đấy, vì anh em cũng có một cái kiến thức cơ bản và mình cũng tổng hợp những kiến thức của mình vào để mình có cái tài liệu mình gửi cho anh em để anh em biết cách xem thông số trên máy, phân tích cho nó khoa học hơn. Ngoài ra thì mình còn cung cấp các bộ đồng hồ đo áp suất nhiên liệu và áp suất bùng đốt, một bộ đồng hồ 2-in-1. Riêng phần đồng hồ là công ty DT Auto nhập khẩu Hàn Quốc nên là cho chất lượng rất là tốt, đảm bảo hoàn toàn tin cậy. Và mình cũng cung cấp các bộ đồng hồ đo điện khoáng Kyujitsu, một thương hiệu đến từ Nhật Bản. Thì anh em thấy những anh em nào mà đã dùng đồng hồ loại này rồi thì anh em đều biết chất lượng, đúng không ạ? Không còn phải bàn cãi gì. Đấy, nó không như những cái những đồng hồ rẻ tiền anh em mua rồi, một là dùng thì nó khó này, chữ nghĩa thì nó rối rắm này, khó dùng này, hai là chất lượng thì cũng không được đảm bảo và thông tin thì chưa hẳn đã chính xác. Một thời gian sau là anh em dùng, rất nhiều anh em đã nói với mình và cũng mua đồng hồ của mình là những đồng hồ kia là nó sai số, chả tin cậy nữa. Đấy. Vâng, và ngoài ra thì mình còn cung cấp các bộ cáp công ty phát triển thêm, các bộ cáp kiểm tra ECM, đúng không ạ? ECM nhỏ cũng như là ECM đề ACG Honda, rồi các bộ cáp kiểm tra SU, kiểm tra CKP của xe đề ACG, rồi cáp kiểm tra IACV, ESC, các bộ ghim mạch điện không cần hàn dây. V
vân, rất là khoa học anh em ạ, vân vân. Vậy thì anh em nào có nhu cầu về các sản phẩm nào từ nhà phân phối của mình, anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình theo số máy điện thoại là 0979 407 116, mình sẽ thông tin cụ thể cho anh em. Vâng, mình cũng xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.